Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi giao lưu cộng đồng nha. Và team mình muốn bay ở Pekado. Căng thế nhỏ. Uầy, bay ở Pekado có đông người quá không vậy? Không Cái có gì ai ạ? đâu À? mà đâu. Không có ai đâu, chỉ may tao có một team thôi. Ờ, thì ra vậy. Thủ nắm là chết chứ sao. Tôi nghe bảo là Pecado là nơi đông nhất mà. Ông nhảy vào đây có chết rồi đấy. Thúi thui cái mồm, ai mà nhảy đây toàn chết. Có chết có ba Chết mạng liền chứ đâu chết nhiều đâu. ba mạng À, hai liền. team. Rồi, hai Chúng mình team. phải chiếm cái này trước. Ngay sau Chúng cơ. mình phải chiếm cái này chắc là tí hẹo rồi. Không, hứa không hiểu nữa. Hứa Hello. luôn nhá, quắc tay luôn đấy. Cẩn thận luôn đấy. Hứa, hứa Lấy xịn là luôn đấy. hứa. Nãy là chưa bật chế độ Đâu đi. hack nên bây giờ bật chế độ hack này. Ôi giời, vãi cả hết chứ. Ăn đeo có súng, ăn cướp rồi. Làm gì có ai vào đây Đây, đâu giờ mà đây ăn có cướp súng rồi. trời. Một thằng ngoài chạy ba Tầm này ăn cơm á. Người, người, người. Về 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 Tự nhà. nhiên. Trời đất À, ông ơi. đẩy nhanh vậy. Phải nhìn Như chứ. kiểu là tôi Tầm vừa này mới ngủ dậy ấy, nhìn map kém, nhìn người kém cực. Lý Tôi bảo mờ. Thông Có phải K98 sinh này thì có ít ai bán không? mà. À, Lý Thông thì tôi bán nhiều. K98. Có cho tôi ca không Tôi vậy? bán không? Tí nữa tôi đưa cho, Cho tôi đang dòng có ba này. B4. B4. I Rồi, got cần hiếu. supplies. Dòng I ba này. got supplies. Đấy. Cho con gái mặc đi. Phải cho Cho con con gái gái mặc mình à? đi. Đừng coi sợ tôi thế. Nghe 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 nó xúc phạm nhở. Nghe bà đừng mặc nữa, bà cho tôi đi. Nghe xúc phạm nhở, bà cho tôi đi. Cái gì vậy? Con gái là phải được yêu thương. Ông chả hiểu cái triết lý cái gì. Các ông cứ nghĩ một cái chiều hướng gọi là ấy. Bà... Đâu, bà ấy cũng nghĩ thấy, bà ấy nghĩ xúc phạm với thầy. Thôi bà cho tôi đi bà Không phải là xúc phạm mà nghĩ ơi. nghĩ coi thường mình quá. Ừ. Không có Quá hề coi quý thường đấy luôn, nha. còn gì nữa. Lại bắt đầu nghĩ linh tinh, lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Ôi trời ơi. Với kêu có người kìa. Giật hết cả mình. Bình tĩnh, ngay cái viên đội mà đầu á. Thôi nên nên chết cái. Ai ai Thật ra ai chết thủi thui cái. cái mồm, ai mà chết đấy. Đi với tôi bị sợ, tôi có súng rồi, hai tay hai súng, ba súng luôn nhá. Phải em ba súng. Cả khẩu súng lục cũng là ba súng à? Trời đất. Vâng, ba súng. Trời ơi, bên nhà L bắn nhau Em ở khá đây nữa đúng căng. không? Cả khẩu súng lục nữa là ba nha. Đã bắn hết gì em? Ngoài Nhà này có 6 người tầng nữa. cứu em. Đâu, Sắp mấy, sắp mấy. anh đang... Chỗ nào, chỗ nào, người chỗ nào? Đây, 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 đây. Anh đang bắn cover cho này. Đây con. Ui đây ông ơi, đâu đây ơi, mẹ hai thằng con mẹ. Đâu, tôi đang gần chỗ bà này. Thế nhà tầng mấy, tầng mấy? Trời ơi, thì mình đi công ghê thế. Nó một nè. Tầng mấy, tầng mấy, tầng mấy đấy. Tiếng bước chân, tiếng bước chân. Ghê quá trời luôn. Thì mình đi công Tối bắn gắt quá. khi kim ti. Chết 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 chắc. Chết mày đấy. Thôi xem rồi. Chết rồi. Rồi, Ok. hay quá. Còn nhiều chưa? Team tôi bắn gắt quá. Để cho team tôi Chưa dọn bắn đây. đâu. Tôi đứng sau cover cho. Có súng khẩu đạn 7G này có ai lấy không? Ơ, nó bắn. Vừa Cà đâu rồi. ấy. Con mẹ nó. Trên nóc Đâu trên nhà nhà. đấy? Trên nóc nhà. Nóc nhà tầng mấy? Nó chết rồi, nó Tầng quá. 3 à? Đây, Đấy, ôi, đấy, đấy, trên đấy. mặt. Trên mặt, trên mặt, trên mặt. Cố lên, tôi cover cho. Trên mặt nó xài không? Được chưa? Ok chưa? Giờ tôi bà đội lên nhân phẩm này. Nhân phẩm hai đứa kém mà gì có bom này. Tính làm sao được. Nó clear đúng không? Hai thằng này là hai thằng Clear, nóc clear, clear. Clear. Chưa lia đâu. Lúc đấy tôi đã nhìn thấy nó đâu, tôi bắn bừa ấy, bắn dạo ấy.
Hết sứ đạn rồi. Bắn dọa ấy, để cho nó khỏi bắn nóc bài. À bắn... chết bà. Ôi còn hai thằng trong nhà ông ơi. Hai thằng trong nhà mà dạ. Thiệt tình. Trong nhà mình này, tính chân. Đây này, trong nhà xanh này nè. Ok ok. Như nó ở trên nóc mà. Đâu phải trên. Thấy. Tao con loại nhân phẩm nó. Vãi hả, bởi thôi ông ơi, chết hẹo rồi, hẹo rồi. Từ từ, đẩy đấy, từ từ, đẩy từ từ. Ui, sao này cũng có này. Đâu rồi. Thế là đéo được rồi. Đâu rồi. Trên tầng nữa. Nó là tùy nghe tùy xuống. Nó có lên, nó có lên. Thấy. Hay quá. Thấy không? Hay quá bạn ơi. Giết luôn được cứu được. Nó phi xe tới đấy. Hay cứu luôn đi. Giết luôn đi. Chăm ơi, ra bắn luôn. Ờ ra luôn. Đây chăm cứu đi. Có đạn xanh chưa? Hai thằng lên. Có máu chưa? Từ từ bình tĩnh. Đây có một bình rồi. Bắn đi. Đấy cho đạn xanh bắn đấy. Bình tĩnh nhá. Hai con boss mà. Có đạn đạn 7 không? Cho xin mấy viên đạn 7. Hay quá. Bọn này hình như boss mà, một phần boss từ nữa. Từ từ đi, nhặt mấy viên đạn 7 đó. Có ca này, ở đây có ca này. Hết rồi. Chắc là bọn hết. Này cũng một phần boss chứ không phải là người chúng ta không. Nhặt đó. Trời may đấy. May mình lên kịp. May mình số 1 lên kịp. Thank you. Dính luôn cậu bom đỏ xanh. Sao đấy tự nhiên ai đã bom ấy? Nó đáp bom trai đã bom. Nó đáp đây anh hai à. May mà tôi lên kịp chứ không là nó gạt cả hai rồi đấy. Ok cảm ơn. Lúc ấy thế tôi mới cảm ơn ông. Trời ơi. Tử nhất sinh ở đây. Kiểm tra nhân phẩm nè. Có ai có băng đạn mở rộng không? Chưa. Chưa có. Có một hôm chơi nhá. Cái mic này mà bị lỗi à. Mình nói được mà mọi người không nghe được á. Tôi cảm giác tội thân đấy. Thỉnh thoảng nó bị thế. Phát ra vào lại rồi. Ngày xưa tôi toàn chơi Discord thôi. Nhưng mà bây giờ không chơi. Chơi cái gì cơ? Dùng Discord để nói chuyện đi. Ơ người ạ. Đóng một này. Đâu hướng? Đóng một bắn đi hả? Người ạ. Đâu rồi số 1. Lia ở nhà. Nó bắn đóng mà. Nghe rồi. Là mình cũng ra gật thôi. Ra gật thôi chứ còn gì nữa. Nhiều đồ quá trời luôn. Ủa sao lại full ba lô được nhỉ? Có mà 249 cho tôi xin nhé, tôi làm nhiệm vụ còn mỗi một thằng nữa. Ok. Tôi bắn xong tôi đưa. Kìa Adam New mà kìa bắn đi. Bắn liền. Phải tranh nhau đó. Tôi cũng không lấy. Đi. Dỡ bò luôn rồi. Trời ơi, bây giờ đi đâu trời. Map ít người ghê luôn á. Xem được kiếm thính tiếp. Đi bắn nhau với sửa. Bay đâu vậy? Tính rơi ngay trên đầu mình kìa. Tính rơi bò về cho mình à. Thật nha, có thể có nước cướp nha. 10 thằng.
Thì 4 còn 6 thằng, 6 thằng nữa là còn người 6 đâu? Thằng. Ui, cái này top 1 chết rồi. Lại lấy top 1 à? Đây thấy này. Đây cô tô này. Đâu chạy ấy? Vào nhà thờ hai thằng này. Có người à? Đâu đây, hướng đây, ping ping lên ông ơi. Em biết luôn. Ông ơi, ông nào bắn? À, nhà thờ hả? Nhà thờ nhá. Nhà thờ hai thằng. Ui, bắn play gun xuống đất này. Chết hay nóc. Đấy đây nào, đấy đây nào. Ê, có thằng nào bắn súng thính ngu chưa kìa. Ai rồi thật. Súng thính xuống đất luôn, đậu dây. À, ý là nó súng không ăn được, nó sẽ lên trời. Chứ không phải là nó ngu đâu. Mà đạn thì rơi xuống đất. Tôi biết trước là nó chết rồi đấy. Bét rồi. Rồi, súng thính cái gì đây. Trên nhà có thằng nữa kìa. Đang cam cái gì, con gái. Bên đây ông ơi, hai thằng. Bình tĩnh đẩy thôi, bình tĩnh đẩy đi. Qua mày, qua mày. Enemies ahead. Không bom đứng. Trong nhà hai thằng nhá. Trong nhà thờ không, trong nhà bên đây à. Ai chờ, một team khác. Mày mày bò, nó mày bò, nó phải chạy bò. Ai vậy? Vỡ đầu này con. Ôi, từ. Đó rồi. Ôi, cứu ơi. Đã biết rồi đâu, chắc rồi, sao rồi. Đâu rồi? Thứ hai rồi. Sau đây. Ôi, thôi. Bắn đấy. Á, chạy vào nhà ăn bắn được đấy. Không thấy nó đâu. Ôi, nó đâu rồi? Đéo biết luôn, đâu xanh. Nó trên đồi mà. Bên này tự dưng lại có một thằng nữa. Chui trong nhà, chú gốc lại hắn thì bắn, chịu rồi. Nhân phẩm không tốt. Chết đây, gọi mấy ông công an thành phố vào đánh bóng chuyền đi. Đâu vui. Để team mình đi đi bom bom vào đi. Còn có 4 thằng kìa. 4 thằng á? 2 thằng trong nhà chứ chưa? Ôi, ở trong nhà thờ vẫn còn nhá. Sao nó táp kinh như nhỉ? Cô đấy hack cái sao ấy? Đúng rồi, hack thì phải. Nó phải hack rồi. Cô cáo nha. Đây, nó bên đây. Đây nè. Tại vì vừa lấy tôi ở trong mà. Không nhìn thấy nó đâu mà nó bắn được tôi. Ôi, cái gì đấy? Tôi muốn đâu rồi. Đây, chị có cứu này. Sao nó biết mà nó bắn giỏi thật. Tầm mông phát. Nó trên nhà thờ nhá. Đã sửa sửa quá. Hay quá. Một bắn này thế nhỉ. Bay sang số 1. Cái chơi số 1. Còn 2 thằng nữa. Con nó chạy xuống kìa. Thấy. Nó chạy qua đường rồi đấy. Đây, chỗ số 1 này. Hách cái gì mà hách trời. Hay quá. Chết này con. Thua luôn.
Trời một đất viên ơi, đạn nó nó đẩy sang đường ạ. Không chạy được kịp. Vãi cả hack ạ. Đùa thật đấy, nó bắn như thế hack cái gì nhỉ? Mình hơi chậm chứ không mình lại liếm hết bọn này. Trời ơi. Hài nhất là cái thằng bắn flare gun đầu thì ngất lên trời nhưng mà đạn lại rơi xuống đất. Bó tay. Hello các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục thử vận may tại ứng dụng app Pota và mình sẽ quay thử xem cái vận may của mình đến đâu đây. Uầy, 2.000 điểm luôn này. Không biết thì 2.000 điểm sẽ đổi được bao nhiêu tiền đây. Đấy, vào mình check nha. Đấy, có phần đổi cạc ở đây. Đấy, các bạn có thể lựa chọn một cái thẻ cạc các bạn muốn. Vâng, hiện tại thì mình đang đổi thẻ Garena nha. Và 1.000 điểm tương đương với 100.000. Các bạn muốn mua thẻ cào với lại thẻ game miễn phí thì các bạn hãy tải ngay ứng dụng app Pota nhé. Đường link mình để bên dưới mô tả video nha.